Chào bác, em test tập loa Bu 464 thì để các bác nghe xem chất loa Mỹ thể hiện nhạc Việt Nam nó sẽ như thế nào. Cặp loa 464, một cặp loa rất là sang trọng và quý phái của hãng Bu. Bass 20 tiếng ngoài anh rất là hay, mềm mại, chắc đủ chân luôn nhá. Đôi này đủ chân. Hôm nay 30/4/2018. Dòng này nó bass 20 và thùng của nó cầu tạo như thế này. Em đang nghe nhạc từ máy tính thôi. Các bác lưu ý là khi người ta đã phải bo một cái khoang riêng cho loa chung, loa test này để khi tiếng bass xuống sâu nó không ảnh hưởng đến cái dài chung. Đấy, một cái bát mặt là bát không có cụ, còn ở trong thì là bát có cụ, nó tạo cái hướng cộng hưởng lên, tiếng nó rất là hay. Đây, để bác nghe to một chút này các bác. Tình trong dĩ vãng nhạt nhòa, vào mùa trăng đó đang tròn đôi mươi, đẹp như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ. Đơn giản là 7.825A, phối ghép vậy thôi. Còn dòng này bác có thể chơi một cục đẩy, một con vang, số để các bác vừa nghe vừa hát. Và chơi dòng cover 1090, đánh 464 cũng rất là lực. Ngoài ra thì con bác sĩ đạp qua 7.825A này thì chơi cũng rất là ổn. Đấy, hoặc các bác có thể chơi dòng săn xui, ích để khác, 6.7 hoặc 7.7. Các bạn có nhu cầu sở hữu cặp loa Bu 464 này thì alo sở cho số máy 098 369 8857. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.